Tại tòa án, nguyên đơn đưa ra một tờ bản phát photo cho rằng bị đơn có yêu cầu và nguyên đơn đã làm theo cái đơn yêu cầu này. Cái sản phẩm 1.000 sản phẩm. Tuy nhiên bị đơn không đồng ý. Bị đơn bảo rằng là thưa tòa, giữa tôi và nguyên đơn có thỏa thuận chỉ mua có 2.000 sản phẩm mà nguyên đơn làm 3.000 sản phẩm, thì đó là lý do lỗi là của bên phía bên nguyên đơn. Nguyên đơn đưa ra một cái chứng cứ là bản fax. Bản fax đó các quý vị, ở trên cái máy điện thoại, trên cái máy bàn nó có cái bản fax. Trong đó có ngày mấy, ngày tháng năm, có cả giờ luôn, yêu cầu thêm 1.000 sản phẩm. Và kết quả là tòa án chấp nhận 1.000 sản phẩm của nguyên đơn, buộc bị đơn phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền trên 1.000 sản phẩm. Thưa quý ông bà, cô bác, đây là một cái tình huống ở tòa. Hôm nay trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, luật sư Thu Đoàn muốn gửi cho quý ông bà, cô bác và anh chị một cái câu chuyện về chứng cứ tại tòa án, để cho quý ông bà, cô bác và anh chị hiểu thêm những cái tình huống mà pháp luật dự liệu trường hợp nào thì có thể chứng cứ có thể chấp nhận, trường hợp nào chứng cứ không thể chấp nhận. Chúng ta quay về cái định nghĩa của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Chứng cứ là những gì có thật. Trước tiên chúng ta phải có thật nè. Một cái tờ giấy, một đoạn ghi âm, một cái bản phát, một cái hợp đồng chuyển nhượng là những gì có thật, chứ không thể nào vô hình được các bạn ha. Do cá nhân, cơ quan, tổ chức giao nộp. Thì trong cái ví dụ vừa rồi thì tôi đã đưa cho quý ông bà, cô bác và anh chị một cái tình huống là nguyên đơn khi khởi kiện ở tòa, họ đã cung cấp cho tòa một cái bản phát. Bản phát để cho rằng là có cái đơn đặt hàng 1.000 sản phẩm. Và tòa đã chấp nhận cái chứng cứ này. Vậy thì chứng cứ này do cá nhân của nguyên đơn cung cấp cho tòa, do công ty A cung cấp cho tòa buộc công ty B phải trả tiền các bạn ha. Cái thứ hai đó là nguyên đơn bị đơn cung cấp cho tòa trong quá trình tố tụng tại tòa án. Trong quá trình tố tụng ở tòa án là gì các bạn? Nguyên đơn có thể cung cấp cho tòa trong cái quá trình hòa giải. Bị đơn có thể cung cấp cho tòa trong cái quá trình làm bản tự khai tại tòa. Về mặt thực tiễn thì chúng ta sẽ thấy những cái tình huống sẽ xảy ra như thế này. Tôi đơn cử cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Một cái giấy vay tiền. Luật không quy định giấy vay tiền là bản phải có chứng thực hoặc là công chứng, cho nên nguyên đơn khi khởi kiện, bà A vay của tôi 100 triệu. Hôm nay tôi khởi kiện ở tòa, tòa ơi, đây là bản chính của giấy vay tiền mà bị đơn đã vay của tôi tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2020 với một cái số tiền 100 triệu. Nay tôi yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải trả lại cho tôi số tiền 100 triệu cộng với lãi suất. Trong trường hợp thứ hai là vậy thì bản photo có được xem là nguồn chứng cứ hay không? Đây là một cái tình huống mà tôi được một anh chị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hỏi. Dạ xin thưa không, bản photo làm sao được xem là một nguồn chứng cứ được các bạn? Hôm nay tôi lấy bản chính tôi ra tôi đem photo, rồi ngày mai tôi lại lấy bản chính tôi đem photo. Trên nguyên tắc của tòa, chúng ta đem bản photo đến tòa thì chúng ta bắt buộc phải có bản chính để đối chiếu, để so sánh. Không thể nào có một cái trường hợp bản photo mà tòa công nhận đây là một nguồn chứng cứ được, các bạn nhớ nha.
Trường hợp thứ hai là những đoạn ghi âm, ghi hình, những cái thư từ bằng điện tử. Hồi nãy chúng ta vừa được xem đây là những chứng từ, thư từ điện tử là một cái bản phát. Vậy thì những cái đoạn ghi âm máy điện thoại này các bạn, đây, cái đoạn ghi âm, hai bên là chị em ruột gửi tiền về, tuy nhiên rằng là không có một cái chứng từ gì ngoài đoạn ghi âm. Chị ơi, em đã nhận được 300 triệu rồi. Chị ơi, em đã nhận được 100 triệu rồi. Và sau đó thì những cái tin nhắn này được phía nguyên đơn cung cấp, và phía nguyên đơn nói rằng: thưa tòa, trong cái ngày 1 tháng 1 năm 2010, tôi có gửi về cho bị đơn số tiền là 300 triệu. Và bị đơn đã thừa nhận bằng một cái tin nhắn rằng là tôi đã nhận được tiền, số tiền 300 triệu, sự thừa nhận của phía bị đơn. Hai bên giao dịch với nhau do thân thiết, do bạn bè, 1 tỷ đồng, không có chứng cứ. Tuy nhiên rằng là sau khi mà không có khả năng trả nợ thì bị đơn mới nói rằng là mày đi thưa đi, tao đi hầu. Thế là hai bên đã có một cái động tác xác định số tiền vay. Các bạn ha, xác định số tiền vay, thời điểm vay. Để chi các bạn? Để là một cái nguồn chứng cứ. Và dĩ nhiên trong một cái video khác thì luật sư Thu Đoàn sẽ đưa cho quý ông bà, cô bác và anh chị để một cái chứng từ đoạn băng ghi âm, đoạn băng ghi hình có cái tính xác thực thì phải tuân theo quy định của pháp luật. Có những cái hợp đồng thế chấp khi vay ở ngân hàng đó các bạn, thì khi mà ra cái trụ sở ATM rút tiền thì có một cái máy camera, và người ta đã trích xuất cái camera đó và thấy được rằng cái bị đơn này đã có đến rút tiền tại camera tại thời điểm đó. Các bạn nhớ nha. Một cái chứng cứ thứ ba mà không kém phần quan trọng là của tổ chức. Ở đây tổ chức là tòa án. Tổ chức đã có một cái động tác là thu thập chứng cứ theo một trình tự nhất định. Hôm nay luật sư Thu Đoàn sẽ đưa cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Tổ chức này là cái gì? Tòa án khi ủy thác tư pháp đến một cái nơi bị đơn ở, một cái địa điểm nào bị đơn ở, tòa án không thể nào thu thập được chứng cứ, tòa án đã nhờ tòa cung cấp. Ví dụ ở đây là tòa án nhân dân cấp quận, thì ở phía bên bị đơn phải là tòa án nhân dân cấp quận huyện để ủy thác tư pháp. Tòa án nhân dân quận Hóc Môn, huyện Hóc Môn ủy thác tư pháp đến tòa án nhân dân huyện Bến Cát để thu thập một chứng cứ bị đơn có ở cơ quan này hay không, người liên quan lấy lời khai giúp giùm cho tòa án. Công văn của tòa án hỏi ủy ban nhân dân cung cấp. Ví dụ công văn của tòa án nhân dân huyện Bến Cát hỏi ủy ban nhân dân huyện Bến Cát rằng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A này có đúng trình tự theo quy định của pháp luật hay không, và yêu cầu đưa một cái bộ hồ sơ. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, nguồn chứng cứ ở của tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì rất nhiều. Tuy nhiên theo quy định của chứng cứ, nó phải là những gì có thật, được cá nhân, cơ quan, tổ chức giao nộp cho tòa án, giao nộp trong suốt quá trình tố tụng cho tòa án, hoặc là tòa án tự mình thu thập chứng cứ ở tòa. Thì thông qua ba cái video, ba cái tình huống thực tế. Thứ nhất, đó là cá nhân tự mình giao nộp chứng cứ cho tòa án. Bị đơn, nguyên đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tự mình giao nộp chứng cứ cho tòa án.
tòa án phải nhờ một cái cơ quan thứ ba, đó là công văn của Ủy ban Nhân dân huyện, đó là phòng, đó là cấp tòa án cung cấp để ủy thác tư pháp. Đó là những cái công văn hỏi, những cái công văn thẩm định. Và cái thứ ba đó là tòa án tự mình thu thập chứng cứ theo trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong là chứng cứ và nguồn chứng cứ là những gì mà chúng ta đi khởi kiện, chúng ta cần phải có một cái tính thuyết phục ở tòa. Vì chỉ có thuyết phục ở tòa thì chúng ta mới được tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Hy vọng những anh chị em xem cái video, xem chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và các anh chị em là nguyên đơn thì các anh chị em phải thật chuẩn cho luật sư Thu Đoàn. Chúng ta khởi kiện là khởi kiện phải thắng. Cảm ơn quý ông bà, cô bác và anh chị em. Chào các bạn, đây là cái màn hình chính của tôi, màn hình kênh của luật sư Thu Đoàn đây. Thì các bạn biết không, chúng ta sau khi mà chúng ta muốn xem những cái video của luật sư Thu Đoàn thì ví dụ như bây giờ tôi bấm đại một cái video nào đó bất kỳ nhé, thì các bạn sẽ thấy đây là hướng dẫn đặt cọc tránh rủi ro tranh chấp. Thì hôm nay luật sư Thu Đoàn muốn hướng dẫn cho các bạn một cái vấn đề chính, đó là chúng ta xem một cái cùng một cái chủ đề. Ví dụ hôm nay chúng ta đang quan tâm tới di chúc, không biết cái chị Thu, cái bà Thu, cái cô Thu này nói gì về vấn đề di chúc, thì chúng ta sẽ vào cái trang là danh sách pháp và chúng ta sổ xuống. Ở này có rất là nhiều danh sách các bạn ạ. Đây là cái hướng dẫn ly hôn, đây là cái di chúc, đây là cái thừa kế. Đó, thì tôi bấm thử vô cho quý ông bà, cô bác và anh chị một cái video bất kỳ nha. Đây, tài sản chung, tài sản riêng. Thì màn hình hiện lên một cái quảng cáo. Thì nói chung rằng là cái này là cũng khuyến khích quý ông bà, cô bác và anh chị xem quảng cáo nha. Tại vì một cái video thì tôi làm thời lượng vào khoảng trung bình khoảng 10 phút. Thì theo cái quy định của chế độ YouTube thì họ sẽ được cho mình đặt cái link quảng cáo ở dưới đây. Thì chúng ta cũng biết cách gọi là có qua có lại đó. Thì để một cái chút phí này để cho tôi mua phần mềm, rồi mua điện thoại quay sắc nét hơn cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Cho nên nếu một cái quảng cáo nó có vào khoảng chừng tầm chừng 1 tới 2 phút thì quý ông bà, cô bác và anh chị xem giúp nha. Chúng ta sẽ thể hiện tinh thần có đi có lại. Rồi, trở lại vấn đề chính là bây giờ chúng ta sẽ xem cái vấn đề là vợ chồng thì có những cái vấn đề nào. Ở đây luật sư Thu Đoàn nè: không khó để chứng minh tài sản đứng tên giùm trong thời kỳ hôn nhân. Chia tài sản chung vợ chồng, có chia tài sản chung vợ chồng hay không? Chẳng hạn, đây là toàn bộ những cái chủ đề nó giống nhau trong cái việc là tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng các bạn ha. Đây, hướng dẫn khởi kiện chia tài sản chung vợ chồng, tạm ứng ăn phí. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta sẽ biết trong cái trường hợp của chúng ta là như thế nào. Chúng ta sẽ xem thêm một cái nữa nói về án phí và cách tính án phí. Ở đây thì sẽ có cái án phí và cách tính án phí các bạn ạ. Đây, cách tính án phí với giá trị tranh chấp là 1,5 tỷ. Tôi đi khởi kiện hủy giấy, hướng dẫn cách tính án phí dân sự, cách tính và hiểu về án phí các bạn ha. Chào các bạn.